What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một em bàn phím cơ giá rất là ok. Nhưng mà cái trải nghiệm của nó mang lại thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Và đó là em Lantu GK85 này. Con này thì nó có hai phiên bản, đó là 85 và full size. Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em đi xem được con GK85 này có những gì đặc biệt nha. Ok, let's go. Ngày hôm nay thì sẽ khác với mọi hôm một chút, thì mình sẽ không có đập hộp, tại vì hộp của em này thì nó cũng không có gì đặc biệt, ngoài có kèm thêm một cái dây cáp rời tai C này để cắm vào cái cổng này. Thì các bạn nhìn đây, đây là cái dạng dây cáp rời tai C bình thường thôi, dây của nó cũng chỉ là dây nhựa bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Cho nên mình sẽ đi luôn vào chiếc bàn phím này nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy cái layout của nó sẽ là layout 85, 84 gì đó. Thì những cái layout như thế này thì nó sẽ có một cái đặc biệt, đó là những cái hàng ép của nó sẽ vẫn được giữ nguyên, có cả nút EC nữa. Và chúng ta sẽ có thêm một vài nút ở đây đó. Gần như là những nút cơ bản nhất của cái dòng TKL và cả cụm mũi tên nữa. Suy ra thì đây nó cũng gần như là một cái bản TKL nhưng mà được đẩy gọn vào trong hết sức có thể, cho ra một cái layout tổng thể cực kỳ gọn gàng. Và ở phía bên tay phải chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có một cái thanh, và ở đây nó có chữ Lantu, hai cái đèn báo, và chúng ta sẽ thấy có hai cái nút này. Hai cái nút này cực kỳ quan trọng nhé, chúng ta có thể on hoặc off tắt phím luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy có Win và iOS. Ở đây thì mình thấy nó ghi là Mac thì hợp lý hơn, macOS thì hợp lý hơn, chứ còn iOS là dành cho hệ điều hành điện thoại rồi đó. Nói chung là nó sẽ có hai cái hệ điều hành Win và macOS. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy cái bộ keycap của em này phối giữa màu xanh này là màu xanh nhạt, màu xanh của lá cây nhưng mà nó hơi nhạt một xíu, nhìn khá là bắt mắt. Ta sẽ gỡ lên keycap lên xem luôn nhé. Còn về cái keycap của em này thì sẽ là keycap ABS, và nó sẽ được làm theo cái chuẩn, đó là chuẩn CSA, tức là nó sẽ có cái độ cao gần như là bằng Cherry, nhưng mà cái độ rộng đó, cái phần mặt chữ của nó sẽ làm bè và to ra giống như là cái chuẩn XDA vậy, nhìn nó khá là hay. Để mình cho xem cái độ dốc của từng hàng phím cho các bạn nhìn nhé. Đó. Đó, các bạn có thể nhìn thấy độ dốc của nó khá là thấp và nó gần giống như là chuẩn Cherry, nhưng mà cái bề mặt phía trên của nút phím thì nó sẽ làm to ra. Như vậy thì khi mà mình gõ thì cái tiếp diện, tiếp xúc giữa cái ngón tay và chiếc keycap nó sẽ rộng hơn và giúp cho chúng ta gõ chính xác hơn. Rồi chúng ta sẽ lật sang mặt sau một chút nhé. Ở phía sau thì chúng ta vẫn thấy vẫn sẽ có những cái đệm chống trơn trượt và hai cái cần gạt để nâng hạ độ cao của bàn phím. Một cái sticker logo của hãng Lantu GK85 ở đây. Không còn gì khác biệt hết, nó cũng khá là đơn giản thôi. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ vẫn có một cái lỗ cắm jack cắm tai C. Về cái dòng switch của em này thì em này đang sử dụng đó là dòng switch red của thằng Otemu. Và cái dòng switch red này có một cái đặc biệt nhé, các bạn lưu ý giúp mình. Đó là nó sẽ được lúp sẵn rồi, lúp sẵn từ nhà máy luôn. Khi sản xuất ra là nó sẽ lúp cho mình luôn, đây. Đó, và nó sẽ chỉ lúp sơ thôi, chứ nó không phải là lúp kỹ lắm, tại vì lúc ở nhà máy mà không phải là dạng tự lúc. Nếu các bạn muốn ngon hơn thì các bạn cũng có thể gỡ ra một lúc được. Và tại sao chúng ta có thể gỡ ra được là vì con này nó có hỗ trợ hot swap luôn, quá khủng khiếp. Đấy, tuy rằng hot swap của con này thì không phải là dạng hot swap ngon lành cành đào, mà nó chỉ là hot swap kiểu dạng chống cháy thôi. Nó chân tròn như thế này và nó không phải là hot swap 5 chân. LED của nó sẽ là LED chìm. Ok. Nhưng mà với cái tầm giá rẻ như thế này thì rất khó mà có thể kiếm được một em vừa hot swap mà vừa có đầy đủ các chức năng như vậy. Tiếp theo thì chúng ta có thể nói đến về những cái step của em này. Step em này thì đang dùng step cũng là play thôi, dùng cái gắn vào play thôi. Tuy nhiên thì step thì các bạn sẽ để ý một chút là nó sẽ có loop sơ cho chúng ta ở cái phần step này. Chính vì vậy khi mà mình gõ step thì nó sẽ cực kỳ mượt luôn. Và hầu như là cái step này mình thấy nó hình như là nó cũng đã có được cân chỉnh sẵn rồi. Cho nên là khi mình gõ thì giống như cảm giác như là nó không có nghe một chút lạo xạo nào. Để mình thử gõ cái phím Enter cho các bạn coi nhé.
nghĩa rất là sướng. Tí nữa mình sẽ sao tiếp riêng cho các bạn nghe. Ok, và cái để tạo nên được cái âm thanh của con này nó ngon như vậy thì nó sẽ nằm ở phía trong bàn phím này. Ngoài cái việc start cũng như switch được lắp sẵn thì ở phía trong này còn có hỗ trợ mod chúng ta đầy đủ rồi. Bây giờ mình sẽ cùng mở ra cho anh em xem thử nhé. Ok, thì sau khi tháo hết ốc ở phía mặt trên thì các bạn cũng có thể là dễ dàng tách cái mặt dưới ra. Đây thì phần ở dưới thì chúng ta sẽ có cái vỏ cây và đã được lót một cái tấm mút tiêu âm rồi, rất là chu đáo. Chính vì vậy mà cái âm thanh của nó các bạn nghe thì nó sẽ không có bị rỗng. Tuy nhiên thì cái mút này nó không phải là thuộc dạng dày lắm. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể lót thêm cho cái âm thanh của nó gọn gàng hơn. Và ở phía trên này nó có thể nhìn thấy cái mặt hot swap của em này đây. Đó. Cũng được hàn khá là chỉnh chu. Và khi mà nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái điều đặc biệt, đó là cái phần giữa PCB và cái phần plate ở trên thì nó đã được lót một cái phủ một cái tấm foam nữa rồi. Đó, tức là chúng ta sẽ có luôn cả foam PCB. Chính vì vậy mà âm thanh của nó nghe rất là sướng. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là cái play của nó là play kiểu dạng PC, play bằng nhựa PC á. Nó sẽ giúp cho cái âm thanh nghe nó đã tai hơn là so với lại play của thằng bằng thép. Đó, chính vì vậy mà cái dòng này nghe cái tiếng của nó gõ rất là lạ. Đồng thời là cái play PC này cũng giúp cho cái đèn LED nó tỏa lên mạnh hơn, sáng hơn, cho nên chúng ta nhìn thấy LED nó cũng sáng hơn nhiều. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là nó có lót một cái foam cách âm ở ngay chỗ cái nút space đây. Đó. Cái foam cách âm này cũng chính là cái foam ở giữa PCB đấy. Và cái foam này nếu như mà các bạn gỡ được cái foam này ra thì chúng ta cũng có thể gỡ được cái stack của cái space này ra và chúng ta có thể mock loop lại nhé. Rất là đơn giản. À, chính vì vậy thì cái con này có thể nói là một trong những cái con mà nó có cái độ hoàn thiện rất là tốt và chúng ta chỉ có việc là đem về sử dụng thôi chứ không cần mock lại nữa, tại vì nó đã mock cho chúng ta hầu như đầy đủ rồi và cũng như là có cái switch nó cũng đã loop và stab cũng đã cân được khá là ngon. Cho nên nếu như các bạn là một cái tip người mà không cần một tip người mà không có thích mày mò hay là không có thích phải làm lại đủ thứ thì hoặc là lười thì chúng ta có thể mua con này về xài luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng cho anh em xem qua các cái hệ thống đèn LED của em này, đồng thời cũng sẽ thử sao test trên đây một đoạn để anh em nghe rõ hơn về cái âm thanh của em phím này nhé.
Ok, thì như các anh em đã vừa mới nghe qua cái sound test của em này thì nó thực sự rất là tốt trong cái việc cảm giác gõ của nó cực kỳ mượt, đồng thời là cái âm thanh của nó nghe rất là gọn và nghe tiếng khá là kêu, mặc dù là dùng Red Switch nhé, tại nhưng mà nó đã được xử lý khá là tốt rồi. Và với cái tầm giá khoảng dưới 1 triệu thì mình khá là bất ngờ với những gì mà em này mang lại. Đầu tiên thì phải nói là đến cái việc đó là nó sẽ có hỗ trợ Mac layout, đồng thời là cái chuẩn cây cáp khá là ngon, đẹp. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái cảm giác gõ cực kỳ tuyệt vời trong cái tầm giá này. Rất ít những cái thằng bàn phím nào mà nó chú trọng vào cái cảm giác gõ hơn về cái cảnh quan, về đèn LED hay là những cái thứ khác. Đó, thì đây là một trong những cái con bàn phím mà nếu như các bạn muốn mua về sử dụng luôn mà không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì, và nó sẽ cho lại cái cảm giác gõ ngon nhất có thể, thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua được. Ok, tuy nhiên thì em này vẫn có một số cái nhược điểm như sau. Ví dụ như là hot swap của nó thì không phải là hot swap xịn. Thứ hai nữa là những cái keycap như thế này thì các bạn khi mà mình muốn thay keycap thì nó cũng khá là khó. Nhất là nhút space như này. Đấy, space này nó sẽ ngắn hơn một chút so với lại space 6.25. Tuy nhiên thì cái keycap gốc của con này cũng khá ổn rồi, thì cái trường hợp đó thì cũng không cần thiết lắm. Và chúng ta vẫn có thể thay được tất cả toàn bộ chỉ trừ cái nút space này mà thôi. Hiện tại tương lai thì con này nó sẽ có thêm cái bản không dây nữa. Và ngoài ra thì em này còn có phiên bản full size và cũng như là phiên bản toàn bộ màu trắng. Thì nếu mà các bạn muốn tham khảo thêm về em nó thì các bạn có thể nhấp vào link mình để dưới phần mô tả của video nhé. Ngoài ra thì nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.